Em ước được ở bên cạnh người em thích. Anh ấy là một lữ khách, vốn dĩ không thuộc về nơi này, nhưng định mệnh đã đưa bọn em gặp nhau. Khi thích một ai đó, em chẳng cầu mong anh ấy sẽ đáp lại, chẳng cầu mong có một cái kết viên mãn, chỉ mong được bên người, thương người, dù ngày mai người sẽ phải ra đi. Chỉ mong được nhìn thấy người an vui, hạnh phúc. Như vậy là tình cảm trong em đã vẹn tròn rồi. Ánh sáng của sao băng chỉ sáng trong thời gian ngắn, nhưng để lại hồi ức đẹp nhất. Chúng ta nên trân trọng mối nhân duyên mà ông trời ban tặng, dù là mối nhân duyên ấy vĩnh hằng hay là dở dang. Không đúng sao? Gặp anh là rung động đẹp nhất. Tôi không tin vào duyên mệnh cho đến khi tôi gặp người ấy, giữa mùa hè và những bông hoa hồng anh đang nở rộ. Một ngày mà chàng trai ấy đột nhiên chạy thẳng vào trái tim tôi, nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lùng rồi quay đi nơi khác. Thật sự tôi không hề muốn nói chuyện với anh, nhưng khi thấy bóng dáng anh ở đâu lại đảo mắt kiếm tìm. Và tôi nhận ra rằng những kỷ niệm lúc anh ấy rời đi, tôi mãi mãi không quên. Bầu trời nơi con người không thể với tới, họ chỉ có thể đứng dưới mặt đất ngắm nhìn, than vãn, cảm thấy mình thật nhỏ bé và cô độc. Từ lúc sinh ra, chúng ta chỉ có một cuộc thi duy nhất. Cuộc thi chạy với số phận mà đích đến chung chính là hạnh phúc. Hạnh phúc cho bản thân, hạnh phúc cho những người yêu quý bên cạnh mình. Chúng ta sống dưới một bầu trời với ánh nắng chan hòa, cùng nhau hít thở chung một bầu không khí trong lành, trải qua những năm tháng xuân xanh tươi đẹp, nhưng kết cục của mỗi người lại không giống nhau. Nhà tôi sống ở bên kia đồi, ngôi nhà nhỏ, hoa hồng anh quấn quanh hàng rào. Tôi sống với mẹ, bố tôi mất trong một vụ tai nạn cầu vượt. Tôi không biết trước đó gia đình tôi có sống ở đâu nữa không, nhưng kể từ cái năm tôi cất tiếng khóc khi nhìn thấy ánh mặt trời chiếu vào phòng qua song sắt, tôi đã ở đây. Một vùng đất không có tên, nhưng mọi người sống với nhau hòa thuận, đầm ấm. Kể từ khi bố tôi qua đời, mẹ tôi, một người phụ nữ chu toàn, bỗng trở nên lầm lì, ít nói. Mẹ thường xuyên uống rượu bên cửa sổ khi bóng tối ập xuống. Uống vài ly mà lại ngâm thơ của Lý Bạch. Giọng người mượt mà, dịu dàng, khiến tôi không tài nào chú tâm vào việc học, đành nghiêng tai lắng nghe người dốc hết nỗi lòng. Mẹ kể về chuyện tình giữa mẹ và bố, vừa lãng mạn mà không quá đam mê, vừa nồng nhiệt là không quá mụ mị, để có thể mang đến cho nhau những phút giây bình yên mà không vượt quá giới hạn. Tình yêu của mẹ cũng gặp nhiều trắc trở, nhưng đến phút cuối họ đều vượt qua. Mẹ nói với tôi, tuổi trẻ phải yêu như thế, thật nồng say, chẳng cần những lời mật ngọt, chẳng cần những tin nhắn mỗi tối, chỉ cần lặng yên ở bên nhau, cảm nhận và chia sẻ. Tình yêu khiến cuộc sống thăng hoa, mẹ còn khuyến khích tôi kết thêm nhiều bạn trai hơn là bạn gái, vì như thế dễ nảy sinh tình cảm. Tôi nói tôi vẫn còn đang trong độ tuổi ăn học, mẹ khoát tay, nguyết tôi một cái dài. Ôi dào, hồi đó mẹ yêu khi mới học lớp 5 cơ. Tôi cảm thấy thật buồn cười, có bà mẹ nào lại muốn con cái mình yêu sớm cơ chứ? Có chăng hẳn nhiên chỉ có mẹ thôi, một người mẹ kỳ quặc nhất qua đất và cũng tuyệt vời không kém. Chiếc bàn học tập của tôi được làm bằng gỗ trầm hương, kê sát cạnh khung cửa sổ quay về hướng đông, nơi ánh mặt trời luôn chiếu rực rỡ. Thỉnh thoảng tay cầm bút, nhưng mắt lại hướng ra ngoài, dõi theo một dải mây trắng trôi lượn lờ. Chẳng hiểu sao, tôi luôn mang một cảm giác thân thuộc và thích trò chuyện với bầu trời. Tôi có thể kể ra những nỗi niềm riêng với bầu trời mà không chút ngại ngần. Khi vui tôi nói nhiều, khi buồn tôi nói ít, thậm chí khi tức giận tôi hét to, trút hết cơn bực bội vào khoảng không vời vợi. Bầu trời luôn bao dung, ôm hết những phiền não của tôi và chưa bao giờ biết oán hận khi tôi vô tâm hay lơ đễnh. Mỗi ngày qua đi, cuộc sống lại có thêm những tổn thương, đau khổ, dằn vặt và có thể sẽ rất khó để vượt qua. Nhưng chỉ cần dành một chút thời gian đứng dưới mặt đất, ngước mắt nhìn trời cao, bạn sẽ nhận ra mọi chuyện không đến mức tồi tệ như bạn đã nghĩ. Tôi vẫn hay chạy sang bên kia đồi rong chơi vào lúc ráng chiều rải đều trên các nhành cỏ dại. Nơi ấy có cây bạch dương ngàn năm cao to, đứng sừng sững giữa trời, mặc cho mưa giông, gió bão vẫn không hề suy chuyển. Cây bạch dương có từ lâu đời, khi đông đến thân cây chuyển sang màu xám, xù xì, rễ lồi lên phía trên, ngoằn nghèo, uốn lượn, tán lá xòe rộng như tòa bóng râm. Vài lần tôi ôm sách ra ngồi đọc dưới gốc cây rồi ngủ thiếp đi trong từng ngọn gió mùa hè mát lành. Nhiều lúc hứng chí tôi trèo lên ngọn cây cao nhất, dương mắt ngắm nhìn bầu trời biên biếc qua đám lá xanh ngát trên đầu. Ở đây tôi có cảm giác khoảng cách giữa tôi và bầu trời thật gần, gần đến nỗi chỉ cần giơ tay ra là có thể chạm vào những áng mây mềm mại kia. Chọn một cành cây vững chãi, đầu cúi lên tay, tôi liêm diêm mắt, lắng nghe gió hát.
Phía xa những bông hoa hồng anh được nắng chiều vàng vọt phủ thêm màu lấp lánh. Không biết tôi đã ngủ bao lâu. Khi choàng tỉnh, tôi lập tức quên mình vừa trải qua một giấc ngủ thật ngon trên cây. Vô thức lăn qua, tôi mới hay cả người tôi đang rơi tự do cùng với một độ cao tương đối. Mặc dù bên dưới là bãi cỏ êm ái, nhưng như vậy không có nghĩa là khi ngã xuống tôi không gãy tay, gãy chân hoặc xây xác, trầy trụ gì đó. Tôi thét lên kinh hãi, âm thanh vang vọng, dỗ vào thinh không rồi chợt im bặt khi tôi nhận ra tôi đang ở trong vòng tay một người. Cho đến tận bây giờ tôi vẫn nhớ rất rõ hình dáng, khuôn mặt người đã cứu tôi. Cả giọng nói trầm ấm kia nữa, nhẹ nhàng nhắc nhở tôi lần sau nhớ cẩn thận. Lúc chàng trai quay lưng, chiếc áo khoác sẫm màu bay về phía tôi như lưu lại nơi đây một chút hoài niệm mong manh. Dáng vẻ trang nhã hiếm thấy, tay cầm cây sáo nhỏ. Khoảnh khắc chạm nhau ngắn ngủi nhưng đủ để tôi khắc sâu vào tâm trí mình nét mặt lạnh lùng, tuấn tú, ẩn giấu đằng sau lớp vỏ dày dặn xương chó. Người ấy là ai? Từ đâu đến? Ghé thăm vùng đất nơi tôi ở chỉ để du ngoạn hay có việc? Tôi còn có thể gặp lại người ấy nữa không? Tôi miên man suy nghĩ. Quyển vở để mở trên bàn, gió thổi khiến từng trang giấy trắng bay phần phật, phát ra âm thanh lạo xạo trong đêm tối. Ngoài trời mưa nhẹ, cảnh sắc hòa nhạc, vừa ảo vừa thật. Mùi hương của hoa hồng anh đưa lại bay vào phòng thơm ngát. Cánh hoa rơi lả tả ngoài ô cửa như tuyết, đắm trong mưa, dịu dàng trong gió đêm. Mẹ tôi lại ra ngoài uống rượu ở quán trọ dưới chân đồi. Có lẽ sẽ về khuya, tối nào mẹ cũng đi. Người chỉ về khi tôi đã vùi mình trong chăn. Mẹ nói chỉ những lúc nâng chén rượu đầy, mẹ mới cảm thấy vui vì được sống lại trong những ký ức đã qua. Tôi không bận tâm gì nhiều, tập trung tư tưởng nhớ lại hình ảnh cách đây 3 ngày. Giọt mưa hắt lên trang vở, đúng lúc bên ngoài có tiếng gõ cửa. Tôi thề mẹ về sớm vậy sao? Tôi lẩm bẩm, đôi chân tiến về phía cánh cửa. Cửa vừa bật mở, tôi tròn mắt kinh ngạc. Không phải mẹ tôi, là chàng trai ở trên ngọn đồi khung hút gió. Là người mà tôi rất muốn gặp lại, nhưng đến khi gặp rồi, tôi lại chẳng biết nói gì ngoài việc đứng ngay người ra đó nhìn anh. Cảm giác vừa bất ngờ, vừa vui sướng. Xin lỗi, nhưng có thể cho anh trú chân một đêm được không? Anh đề nghị, lúc này tôi mới để ý bộ quần áo trên người anh thấm nước mưa. Mái tóc đen tuyền lấm tấm những hạt sương trắng muốt. Tôi mời anh vào nhà để tránh gió lạnh và không quên pha một tách trà gừng ấm sực đẩy nhẹ về phía anh. Anh gật đầu cảm ơn tôi, cởi áo khoác vắt lên thành tủng. Từng giọt nước nhỏ xuống, chẳng mấy chốc ướt loang cả sàn nhà. Tôi nghĩ mẹ tôi sẽ không chấp nhất mấy chuyện vụn vặt này bởi bà là một người phụ nữ phóng khoáng. Uống một hớp trà, anh hỏi về gia đình tôi. Tôi biết anh không có ý tò mò, chỉ là anh muốn xin phép họ cho anh ngủ nhờ một đêm. Tôi có thể thay mẹ quyết định, nhưng trước hết phải đợi bà về nói rõ một tiếng. Trong lúc chờ anh uống hết cốc trà, để không ảnh hưởng đến việc học của tôi, anh ra ngoài lan can, ngồi phát vẻo trên thanh xà bằng gỗ, thổi một khúc giao sơn. Tiếng sáo hòa cùng tiếng gió nhẹ nhàng, tiếng mưa réo rắt tạo nên một khúc nhạc hoàn hảo. Tôi ngắm trộm anh qua khe nhỏ của ô cửa, chợt thấy tim mình nảy lên một nhịp rất lạ. Khuôn mặt nhìn nghiêng của anh trông anh tuấn tú vô cùng. Rất lâu sau, mẹ tôi về, tay cầm bình rượu, đi loạng choạng. Mẹ khựng lại ở thềm cửa khi phát hiện ra một người xa lạ ở trong ngôi nhà của mình. Ngay lập tức, mẹ ngoắc mắt sang tôi nhưng muốn hỏi, ai đây? Tôi nhanh nhẩu kể rõ đầu đuôi sự tình, sau đó kết luận. Anh ấy là một lữ khách, không may xa cơ nên muốn nghỉ tạm ở nhà mình. Trời có đất hiếu sinh, người có lòng trắc ẩn, huống hồ gì giúp đỡ người trong lúc hoạn nạn là việc tốt, việc nên làm. Chẳng phải mẹ đã từng dạy con như thế sao? Mẹ tôi liếc sang anh, quét mắt ngang dọc rồi hất hàm. Cậu biết uống rượu chứ? Buổi tối đó, mưa rơi đến nửa khuya thì dứt hẳn. Có hai người thi nhau uống rượu xem tửu lượng của ai cao hơn. Họ nói chuyện thâu đêm suốt sáng khiến tôi không sao chợp mắt được. Ánh sáng của vầng trăng tròn rọi vào phòng, rớt trên mái tóc màu hạt dẻ của người lữ khách lấp lánh ánh kim. Đợi ngôi sao băng. Anh đến từ thành phố phương Bắc, một thành phố không bao giờ ngủ. Ánh đèn nơi đó vào ban đêm luôn chiếu sáng. Năm 18 tuổi, việc điên rồ anh từng làm là mở công ty khi trong tay chẳng có gì. Ba mẹ, người thân, bạn bè đều cho rằng đó là một việc ngu xuẩn. Nhưng anh mặc kệ tất thảy, kiên quyết làm theo ý mình. Em cũng biết đấy, một người tuổi đời còn rất trẻ lại bồng bột, nông cạn, chỉ vừa mới tốt nghiệp thì làm gì có kinh nghiệm trong việc kinh doanh. Anh cứ nắm đầu chạy mà không hay biết gai nhọn đã mọc ra xung quanh. Cuối cùng anh dẫm phải và nhận đủ mọi lời phê phán, chỉ trích từ ba mẹ.
chán nản, mỏi mệt, anh rời khỏi thành phố. Không phải anh chối bỏ những việc mình đã làm, chỉ là anh muốn đi đến chỗ này chỗ nọ để khuây khỏa đầu óc, rồi trở về làm lại từ đầu khi đã gom đủ kinh nghiệm từ cuộc sống. Nhưng càng đi thì anh lại càng hăng say. Sau mỗi chuyến đi, anh học hỏi thêm nhiều điều, những điều mà anh chưa từng học ở trường, ở lớp. Không ít lần anh gặp phải vô vàn khó khăn, sự dối trá, chân thành, những người nghèo khổ, những kẻ lọc lừa. Qua đó anh thấy rằng cuộc đời không giống như một câu chuyện cổ tích. Những chuyến đi giúp anh cứng cỏi hơn, bình tĩnh hơn trước mọi tình huống. Giữa bóng rầm, người lữ khách duỗi thẳng hai chân kể về những chuyến đi không êm ả của anh ấy. Nghe anh nói như vậy, đột nhiên em không muốn trưởng thành một chút nào. Tôi nói, mắt giỏi lên tàn cây, nơi ấy một chiếc lá vàng úa vừa lìa cành. Phải học cách sống có trách nhiệm và buông bỏ chấp niệm bản thân, sống thoải mái, không dây dứt vì bất cứ điều gì. Nhưng để làm được điều đó thật sự rất khó. Nói tóm lại, trưởng thành là quá trình rất đau khổ và phức tạp. Niềm vui càng khó có được, đó chính là tiêu điểm của sự trưởng thành. Khi trải qua va vấp, em sẽ hiểu. Con người càng lớn lên, họ đều đeo mặt nạ hay sao? Không khi nào em thấy anh cười. Anh vẫn luôn băn khoăn tự hỏi rốt cuộc thì điều gì khiến mình vui, thích một ai đó, những chuyến đi mãi miết hay theo đuổi một ước mơ. Tất cả nếu như anh yêu thích chúng và hài lòng với những gì mình đang có. Tôi nói như thế tôi rất rành về cuộc đời, dù tôi chỉ là một cô nhóc hằng ngày vẫn luôn chìm đắm trong các câu chuyện thần thoại. Anh thử nghĩ xem, những gì mà anh trải qua, bất kể là lúc anh đi với ai, những chuyện vui vẻ hay buồn bực, chuyện tốt, chuyện xấu, tất cả mọi thứ đều thuộc về anh. Không phải sao? Chính vì thuộc về anh nên những điều đó sẽ làm anh vui. Anh quay sang nhìn thẳng vào mắt tôi và nói: cảm ơn em. Chỉ với đôi mắt ấy thôi cũng đủ làm lòng tôi chao nghiêng. Những cơn gió từ xa đưa lại vờn quanh, bao phủ lên hai con người bị ánh chiều tà che khuất một phần cơ thể. Trong những ngày anh lưu lại nơi đây, tôi đưa anh đi thăm các bản làng trong thị trấn. Với bản tính luôn giúp đỡ người khác, lấy niềm vui của người khác làm niềm vui của mình như anh, thì nên chẳng mấy chốc anh trở nên gần gũi, thân thiết với dân làng. Còn tôi chẳng biết từ khi nào, đôi mắt luôn nhìn về phía anh, muốn được nghe tiếng sáo trong veo, muốn được nhìn thấy mái tóc bồng bềnh màu hạt dẻ, muốn được nghe anh kể chuyện đời, những chuyện anh gặp phải trên suốt chặng hành trình. Những niềm vui tưởng chừng như đơn giản ấy lại nằm lại rất lâu và rất sâu trong trí nhớ của tôi. Để thanh xuân thêm rạng ngời, chúng tôi tạo ra thật nhiều kỷ niệm. Ngắm bình minh trên đỉnh đồi, sắc đỏ hoàng hôn ở chân trời phía tây, hay vô số lần xuống dưới chân đồi, nơi những ngôi nhà tranh nằm san sát nhau để làm những việc thiện nguyện. Không khí vùng núi mát mẻ, và mùa hè bầu trời xanh ngắt, nắng rọi xuống các tàn cây, hoa dại nở đầy lối đi, màu sắc rực rỡ, ánh nắng lấp lánh như gọi mời, như vẫy chào. Khung cảnh này, con đường này đã quá quen thuộc với tôi, đến nỗi mỗi sớm thức dậy, vừa mở toang cửa sổ lại thấy chúng đập ngay vào mắt. Nhưng sau hôm nay khi ở bên một người, tôi bỗng thấy khung cảnh trở nên thơ mộng hơn, hoa rơi lãng mạn hơn. Thì ra khi hoa tình yêu nở trong tim, cảnh vật dù có nhạt mờ cũng hóa thành cầu vồng. Trước đây tôi không hiểu lắm về tình yêu, chỉ biết rằng tôi muốn được ở bên cạnh anh ấy. Tôi cũng từng thắc mắc, thích một ai đó là chuyện vui vẻ hay buồn đau. Cho tới sau này khi càng gần với anh bao nhiêu, tôi mới nhận ra bản thân mình đã yêu anh, yêu thật đậm sâu. Và cho dù anh có bên tôi hay không, cho dù anh có làm cho tôi vui hay khiến tôi buồn, thì tôi đều thông cảm, chấp nhận bước đi cùng anh. Vì một người đã trót ở trong tim nên tôi càng phải bận tâm. Tịch dương cuối cùng cũng lặng xuống, bóng tối ập đến rất nhanh cùng với sự lặng lẽ và hư vô. Chúng tôi ngồi ở bậc thềm trước hiên nhà đợi chờ một ánh sao băng. Từ bé tôi đã luôn mơ ước được nhìn thấy sao băng dẫu chỉ một lần. Nghe người ta nói nếu ước nguyện một điều ngay vào thời khắc sao băng bay vụt qua thì điều ước sẽ trở thành hiện thực. Nhưng tôi chưa lần nào được nhìn thấy. Sao băng rất hiếm khi xuất hiện, hoặc cũng có thể chúng xuất hiện khi tôi đã say giấc nồng. Có những ngôi sao ở rất xa, có những ngôi sao ở rất gần. Nhưng như vậy không có nghĩa là sẽ nhìn thấy chúng rõ hơn, được chạm tay vào chúng. Nguyên lý này cũng giống như tình cảnh giữa tôi và anh bây giờ. Chúng tôi ở cạnh nhau đêm nay, đêm mai, nhưng còn những đêm sau này thì sao? Liệu chúng tôi có còn ngồi tựa vai nhau ngắm sao trời như thế này nữa không? Thôi thì mặc kệ ngày mai có ra sao, trân quý phút giây hiện tại, vậy là đủ rồi. Mẹ hiểu tâm ý của con gái. Mỗi lần nhìn thấy tôi đi chung với anh, mẹ mỉm cười đầy vẻ bí hiểm. Năm lần bảy lượt bảo tôi tỏ tình với anh, nhưng tôi cứ ngại ngần. Tối nay mẹ lại vắng nhà, tôi bèn rủ anh xuống chợ.
đường đến chợ phải đi qua một con ngõ tối thăm. Nhờ có vầng nguyệt rọi xuống, chúng tôi đã đi hết con ngõ, tiến vào khu chợ. Trời mùa hè mát mẻ, không khí dịu ngọt, hương cỏ dại ven đường tràn ngập xung quanh. Lúc ngang qua quán trọ, tôi trông thấy mẹ uống rượu cùng với một người đàn ông. Tôi chưa từng nghĩ sẽ có bố dưỡng, mẹ đối với bố sâu nặng ân tình đến thế kia mà. Có lẽ hai người họ đồng cảnh ngộ nên nói chuyện vậy thôi. Chợ đêm nhộn nhịp, người đi người về không ngớt. Đi được vài ba bước, tôi trông thấy quầy bán bánh rán trên đường. Bảo anh đợi một chút, tôi chạy tới, lát sau quay lại với hai túi bánh trên tay. Bánh rán không có tên, chủ quầy nhào bột rồi rán lên nên đặt là bánh rán. Cắn một miếng giòn tan, béo ngậy, tôi liên tưởng đến món bánh khoái khẩu của Doraemon. Chúng tôi ngồi trên một tảng đá, cùng thưởng thức bánh, lặng yên nghe hơi thở của đêm và giọng nói, tiếng cười rộn rã của người đi đường. Tôi nghĩ có lúc đời người cũng chỉ như vậy thôi. Lên đồi đi, ở đó chắc chắn gió thổi rất mạnh. Tôi chưa lên đồi vào giờ này, chẳng hiểu sao lại đề nghị với anh như vậy. Khi cả hai lên trên đỉnh đồi, tôi giang hai tay hít căng lồng ngực, thật sảng khoái và dễ chịu. Ngọn cỏ mềm quấn lấy chân tôi, làn gió mát lành thổi tóc và áo tôi bay phấp phới. Cây bạch dương cổ thụ đứng cô độc, những nhánh cây khô xơ xác đang xen nhau trong bóng tối. Cầu tàu vọng lại dưới những ruộng ngô ruộng mía, vài ngọn đèn ẩn hiện đằng sau ô cửa kính. Tôi lén nhìn anh, biểu cảm trên gương mặt anh vẫn không thay đổi, đôi mắt đầy vẻ ưu tư nhìn xa xăm. Tôi bắt đầu kể cho anh nghe về thế giới của mình, một thế giới trong sạch chỉ có cỏ cây, chim muông và bầu trời. Bầu trời sao? Nếu em có một đôi cánh, em sẽ băng qua đồi, qua núi, qua trời mây thăm thú những thành phố cổ kính và hiện đại, những ngôi làng nhỏ bé và những thung lũng đầy hoa dại. Để làm gì? Sao lại để làm gì? Đó là ước muốn của em. Ước muốn của em thật ngây thơ và cũng thật ngốc nghếch nữa. Tôi cúi gằm mặt. Không đâu, chẳng ngốc một tí nào cả. Chúng ta đều có quyền mơ mà. Câu nói của anh giúp tôi tỉnh ngộ. Đúng rồi, giấc mơ của mỗi người không ai có thể ngăn cản. Tôi mặc sức vùng vẫy trong từng giấc mơ của mình. Không có giấc mơ của tôi, trái đất vẫn xoay tròn. Cuối cùng tôi cũng được chiêm ngưỡng ánh sáng của sao băng, là vào cái đêm trước ngày anh rời khỏi vùng đất yên bình để tiếp tục rong ruổi cùng những chuyến đi của mình. Anh có tin vào số mệnh không? Tôi hỏi người đang ngồi ở bên cạnh. Có những lúc không thể không tin cái gọi là số mệnh, nhưng trước khi định mệnh an bày, anh muốn đi đến nhiều nơi hơn nữa, ngắm thật nhiều hoa rơi, giúp đỡ những người đang gặp khó khăn. Thế còn chuyện tình cảm? Có ai tình nguyện theo một kẻ lang bạc như anh chứ? Vào khoảnh khắc sau băng vụt qua, rất nhanh, tôi chắp tay nguyện cầu. Anh hỏi tôi ước điều gì, tôi trả lời thành thật, không chút giấu giếm. Em ước được ở bên cạnh người em thích. Anh ấy là một lữ khách, vốn dĩ không thuộc về nơi này, nhưng định mệnh đã đưa bọn em gặp nhau. Khi thích một ai đó, em chẳng cầu mong anh ấy sẽ đáp lại, chẳng cầu mong có một cái kết viên mãn, chỉ mong được ở bên người, thương người dù ngày mai người sẽ phải ra đi. Chỉ mong được nhìn thấy người an vui, hạnh phúc. Như vậy là tình cảm trong em đã vẹn tròn rồi. Ánh sáng của sao băng chỉ sáng trong thời gian ngắn, nhưng để lại hồi ức đẹp nhất. Chúng ta nên trân trọng mối nhân duyên mà ông trời ban tặng, dù là mối nhân duyên ấy vĩnh hằng hay là dở dang, không đúng sao? Đêm càng lúc càng khuya, tĩnh lặng tuyệt đối. Anh quay sang tặng tôi một vòng ôm thật chặt, thật ấm, ấm như thế tôi đang ôm mặt trời vậy. Thanh xuân không là trường cửu, nhưng những khoảnh khắc đẹp đẽ trong suốt quãng thời gian thanh xuân sẽ mãi trường tồn. Có một bầu trời trong tim thôi. Trời xanh rẽ mây chiếu những đường ray nắng xuống mặt đất đầy cỏ. Lá xanh bạc ngàn trải dài xa tít. Có hai người lặng im bước song song, chừng như muốn nói điều gì cứ ngập ngừng rồi thôi. Đột nhiên tôi bước chậm lại, nhìn tấm lưng anh từ đằng sau. Buổi sáng ít có gió nhưng vẫn khiến chiếc áo khoác sẫm màu của anh bay phần phật. Anh dừng chân, quay lại trao cho tôi cây sáo bằng trúc. Anh bảo để làm kỷ niệm giữa hai chúng ta. Tôi run run nhận lấy, chưa kịp nói lời tạm biệt thì anh đã vội vã quay lưng, đi một mạch không ngoái đầu lại. Sau khi anh đi, tôi vẫn hay ngồi thừ bên khung cửa, mắt hướng về phía ngọn đồi xanh ngút ngàn, nơi lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau. Tôi vẫn nhớ dáng vẻ đơn thuần của anh giờ đây không còn được nhìn thấy nữa. Nơi phương xa ấy, chắc anh đang vi vu cùng những bước chân mới. Thời niên thiếu cuồng si, ôm ấp bao giấc mộng, vượt qua mọi chông gai mịt mờ. Quãng thời gian trong trẻo suốt cả mùa hè, thật khó để quên đi. Tôi không có đôi cánh, không thể băng qua bầu trời tìm anh,
nhưng trái tim tôi là một bầu trời xanh tươi, mãi mãi xanh tươi vì nơi đó có anh. Chợt phát hiện bên trong thân cây sáo có một vật trăng trắng, loay hoay mãi tôi mới lấy được vật ấy ra khỏi cây sáo. Anh mượn bốn câu thơ của Nguyễn Ngọc Ren để thay lời muốn nói. Trời lỡ có chung nỗi chia sẻ, quyết một lòng nhẹ nhẹ keo sơn, dẫu cho núi thẳm mây vờn, tình này sẽ mãi còn hơn sông dài. Sẽ có một ngày anh quay lại nơi này và chúng tôi sẽ nắm tay nhau đi khắp vạn dặm non sông, rồi chơi thông thả, cùng ngắm những vùng hoa tươi đẹp của thế gian, giúp đỡ những người cần giúp đỡ, mang trái tim giàu lòng nhân ái, hướng đến chân thiện mỹ. Sẽ có một ngày chúng tôi được ở bên nhau, cùng nhau trải qua cay đắng ngọt bùi, nếm đủ thống khổ và hoang lạc. Rồi cũng có một ngày chúng tôi sẽ cùng nhau thực hiện lời ước nguyện dưới đêm sao băng năm nào. Bạn thân mến, thời gian và khoảng cách có thể là minh chứng cho tình yêu, cũng có thể nó sẽ là kẻ ngấm ngầm chia rẽ một mối quan hệ. Trái đất tròn nhưng cũng rộng lớn vô cùng, liệu những người yêu nhau còn có thể trở lại tìm nhau hay không? Trong chương trình của tuần này, mời bạn lắng nghe truyện ngắn Để anh yêu em lần nữa, tác giả Ám Dạ La. Cô thở dài nhìn ra thành phố. Trời gần về cuối mùa hạ. Tháng 8, trời hay đổ những cơn mưa rào bất chợt, vội đến rồi lại vội đi. Hơi ấm từ tách trà bay lên, phủ mờ kính cửa sổ, một phần hòa vào không gian, kéo cô về với những khoảnh khắc bị ám màu thời gian. Trời mỗi lúc mưa to hơn, những cơn gió thì nhào đập vào ô cửa kính. Cô vẫn đứng đó, tay mân mê tách trà. Mắt cô nhìn về nơi nào xa xăm lắm. Không phải chốn đô thị phồn hoa và nhộn nhịp kia, mà là bầu trời bàn bạc để nhớ về một người đã rất lâu rồi cô chẳng có dịp gọi tên. Một ánh mắt, nụ cười hình như cũng đã rất lâu rồi cô không còn nhìn thấy. Cô vẫn nhớ mỗi ngày ngồi chống cằm hồi lâu bên tách cà phê, nhìn anh đang chăm chú đọc sách. Đó là khi vừa mới tốt nghiệp đại học, hai người trẻ với hạnh phúc và những khát khao xa xôi, những ước mơ to lớn, xăm xăm muốn lao ra thế giới rộng lớn kia mà vẫy vùng. Đó là khi anh và cô vẫn còn là hai đứa bạn thân thiết. Cô vốn chẳng tin vào sự tồn tại tình bạn giữa hai người khác giới, vì cô thầm yêu anh. Gần 5 năm kể từ ngày anh biến mất khỏi thế giới nhỏ bé và tầm thường của cô, cô sống như một con rùa ngốc nghếch, chỉ âm thầm chịu đựng những nỗi đau như lưỡi dao cứa lên trái tim yếu mềm. Tình yêu đối với cô thật sự giản đơn, chỉ vậy thôi, chỉ chờ đợi và chờ đợi. Có lẽ cô tin sẽ có ngày anh tìm về với cô. Cô vẫn sẽ chờ một ngày như thế. Vậy mà khi ngày mà cô vẫn chờ đợi bấy lâu đến, cô lại thấy không vui. Phải, hôm nay cô đã gặp anh. Anh cứ như một cơn mưa rào, khi trước biến mất đột ngột, giờ thì lại xuất hiện mà chẳng báo trước, khiến trái tim cô chẳng hiểu nổi rốt cuộc mình đang chờ đợi điều gì. Anh quay về khiến cô nhớ lại những ký ức buồn đau mà cô đã cẩn thận xếp chúng rồi cất đi vào ngăn sâu nhất của trái tim mình. Cô chẳng muốn nhớ lại, vì nhớ lại chỉ càng khiến cô đau thêm mà thôi. Mùa hè năm 17 tuổi, sân thể dục, cô đang ngồi trên đám cỏ xanh, tay khéo léo đan những bông hoa thành một chiếc vòng xinh xắn, miệng hát vu vơ. Anh từ phía xa chạy lại, ngồi ngay cạnh cô, mái tóc và áo trắng ướt đẫm vì mồ hôi. Cô quay sang mỉm cười, nhẹ nhàng lấy khăn giấy lau đi những giọt mồ hôi trên trán anh.
cô chạm chai nước lạnh trên má anh còn đang nóng rực. Cô bỗng dưng nhìn lên bầu trời, nói đủ cho cả hai người nghe thấy. Cậu đã từng yêu ai chưa? Cậu hỏi lạ quá, tớ không biết nên nói như thế nào nữa. Cậu như thế thì khối người yêu mến vây xung quanh đâu thể hiểu được cái cảm giác thích thầm một người là như thế nào. Cậu thích ai rồi à? Cảm giác thích thầm giống như cậu là một bài kiểm tra. Có người ôn bài, điểm thi sẽ rất cao. Tuy nhiên, cũng có những người thức nhiều đêm để ôn bài, nhưng rồi có thể kết quả sẽ chẳng như ý muốn. Ý cậu là... Là khi cậu thích thầm một người khác, cậu phải sẵn sàng hy sinh. Vì khả năng cao là kết quả nhận lại từ người đó sẽ không bao giờ xứng đáng với những thứ cậu phải hy sinh vì họ cả. Anh ngẩn ngơ nhìn cô, ánh mắt khó hiểu. Cô chỉ mỉm cười. Cô luôn thích làm anh khó hiểu như thế mà. Cô mơ màng choàng dậy sau giấc ngủ trưa. Hôm nay cô được nghỉ làm. Mẹ ơi, có ai đến tìm mẹ này? Nhanh lên mẹ ơi. Tiếng bé Trà gọi cô. Cô đi vội đôi dép rồi bước ra ngoài. Bé Trà bế con mèo đứng ở cửa. Cô ngẩng mặt lên. Vẫn khuôn mặt ấy, ánh mắt ấy, nhìn cô một cách khó hiểu. Anh nở nụ cười gượng gạo, không tự nhiên. Chẳng hiểu sao anh tìm được địa chỉ nhà cô. Cô lấy hết dũng khí, mỉm cười chào anh như một người bạn lâu rồi mới gặp lại. Nhưng chẳng hiểu sao cô chẳng nói nên lời. Không khí ngột ngạt như bóp lấy trái tim cô. Cô biết phải đối mặt với anh thế nào bây giờ. Hai người chỉ đứng nhìn nhau như thế, chẳng nói một lời. Tay cô vẫn còn run lên sau trận ốm tối qua. Mẹ, mời chú ấy vào nhà đi, sao cứ đứng mãi thế? Con bé kéo tay cô, làm cô giật mình nhớ ra. Họ đã đứng như thế mấy phút đồng hồ. Cô mời anh vào nhà và đi vào bếp pha nước. Lâu rồi không gặp, cậu dạo này thế nào rồi? Cuộc sống cũng tạm ổn. Ở cái chốn đô thị này cũng kiếm được miếng cơm manh áo, đủ sống qua ngày cũng coi là khá rồi. Anh trầm ngâm một hồi như đang suy nghĩ điều gì. Con của cậu à? Bé đáng yêu thật. Thế là toại nguyện rồi nhá. Ngày xưa cậu bảo thích trẻ con, nhất là con gái còn gì. Cô vừa bê khay trà, vừa ậm ừ trước câu hỏi của anh. Cô cũng chẳng biết nên trả lời thế nào nữa. Con mèo trên tay Trà nhảy phịch xuống đất, chạy lại nghịch ngợm với bàn chân anh. Anh thích thú gãi đầu nó. Bé Trà chạy lại ôm nó. Mèo, lần sau em không được hư với khách như thế nghe chưa? Cô nhìn anh, hai người nhìn nhau. Anh mỉm cười, có một cảm giác quen thuộc len lỏi trong suy nghĩ của anh. Hồi còn 8 tuổi, hôm đó anh mang chậu tóc tiên sang nhà cô chơi để khoe thành quả một tháng tự tay chăm sóc với đầy hoa màu hồng rực rỡ. Nào ngờ trong lúc cả hai đang ham chơi ngoài vườn, Tuyết, một con mèo với bộ lông trắng muốt của cô đã cào nát tươm hết cả chậu hoa của anh. Anh lúc đó còn là một đứa trẻ, thấy thế thì chỉ biết bật khóc. Tay vẫn ôm lấy chậu hoa đã tan nát như tiếc lắm. Cô tức giận đùng đùng ôm Tuyết trên tay ra sức mắng. Mèo, sao em hư với bạn của chị thế? Lần sau sẽ không ai chơi với em nữa đâu. Còn hư nữa, chị sẽ để em nhịn đói mấy ngày đấy. Hư quá. Tuyết cúi đầu xuống như một đứa trẻ phải chịu phạt. Anh biết cô quý mèo lắm, quý Tuyết lắm, nên nín khóc và bỏ qua luôn chuyện đó. Một buổi tối mùa hè, mặt đất vẫn còn mùi ẩm ướt. Ngày ngái sau cơn mưa hồi chiều, không khí dịu mát. Những sự việc gần đây khiến cuộc sống của cô ít nhiều bị đảo lộn, nhất là sự xuất hiện của anh. Công ty cô đang nhận thêm dự án mới, đồng nghĩa với việc nhân viên phải tăng ca nhiều lên.
cô cũng nằm trong số đó. Hôm nay cô phải tăng ca, gần nửa đêm cô mới ra khỏi văn phòng. Chiều nay cô đã gửi bé Trà sang nhà chị Sen. Chắc giờ nó vui lắm vì cả chiều nay được chơi với Tuấn, con trai của chị. Hai đứa nó làm cô nhớ về cô và anh hồi còn nhỏ. Chẳng mấy khi có dịp đi dạo vào thời gian này. Về khuya, những đường phố vẫn ồn ào, náo nhiệt. Có lẽ thành phố sống cả về đêm. Cô ngước lên những ngọn đèn đường sáng lóa, những tòa nhà cao chạm tới làn mây. Ánh đèn điện hắt ra từ cửa kính. Tất thảy đều khác xa so với cuộc sống mà cô từng tưởng tượng. Cô thích một cuộc sống nhàn nhã, bình yên, chứ không phải xô bồ vội vã thế này. Cô nhìn thấy anh từ ô cửa sổ của một quán rượu. Cô định ngó lơ, nhưng thấy anh say khướt nằm gục trên bàn. Cảnh ấy thật khiến cô dễ mềm lòng. Cô đi vào, ngồi ngay đối diện anh. Trong quán chẳng còn ai, chỉ mình anh ngồi bên những chai rượu hết vương vãi trên bàn. Mặt anh đỏ bừng, anh không còn tỉnh táo nữa. Thấy cô, anh mỉm cười. Nụ cười của anh có vài chục hay cả trăm năm sau, cô vẫn chẳng thể nào quên được. Cậu đừng uống nhiều rượu nữa, không tốt đâu. Em vẫn còn lo lắng cho anh cơ à? Anh nhớ ngày xưa anh buồn, anh uống bia, em sẽ uống cùng anh, chứ đâu phải ngăn cản anh như thế này. Em thay đổi nhiều quá, em không còn như xưa rồi. Đó là ngày xưa, bây giờ khác rồi. Cậu cũng lớn rồi, đâu thể lúc nào cũng cần một người quan tâm lo lắng chứ. Hãy tự lo cho bản thân của mình đi. Anh muốn mãi là đứa trẻ nhỏ để được em quan tâm như ngày xưa cơ. Đừng nói linh tinh nữa, cậu lớn rồi, tôi cũng có con rồi. Đừng quên ngày xưa chúng ta đã hứa nhất định lớn lên phải thật hạnh phúc. Bây giờ tôi đã có cuộc sống hạnh phúc rồi, giờ cậu cũng nên hạnh phúc đi chứ. Cô vừa nói, tim cô như bị bóp nghẹt lại. Cô cố gắng kìm những giọt nước mắt đang chực chờ trên bờ mi. Tại sao? Tại sao đến khi tôi nhận ra tôi yêu em, tôi từ Mỹ quay trở về đây tìm em, thì em lại không chờ tôi? Em lại lấy chồng và có một đứa con rồi. Tại sao? Ngày xưa em nói cảm giác thích thầm một ai đó giống như làm bài kiểm tra mà. Tôi đã trải qua cả ngàn bài kiểm tra, mà khi đứng trước em, tôi vẫn đau đớn như vậy. Cô thấy vị mặn chát trên môi. Cô thở dài, lấy tay quệt đi giọt nước mắt còn lã chã trên hai gò má ửng đỏ lên vì hơi rượu. Cô uống rượu cùng anh. Cô dốc một lần hết 1/3 chai vào mồm, rồi nuốt như nuốt hết những cam chịu, những đau đớn mà gần 5 năm anh đi, cô phải trải qua. Rốt cuộc tình cảm giữa hai người là gì? Cô cũng không rõ, nó cứ mập mờ, cô cũng không chịu thấu hiểu lòng mình. Cô đặt mạnh chai rượu xuống bàn, rồi thì thầm vào tai anh. Xin lỗi cậu, quá muộn rồi. Tôi đã có được hạnh phúc mà mình muốn. Cảm ơn cậu đã cùng tôi đi trên đoạn đường đó. Đoạn đường còn lại, hãy để tôi cùng chồng và con của mình bước tiếp. Cô vừa nói, nước mắt ào ào rơi trên má, lăn xuống tai anh. Đừng đi mà, tôi yêu em nhiều lắm. Tôi đã thầm yêu em từ rất lâu rồi. Anh mặc kệ cô cứ vùng bước đi, anh níu lấy đôi tay lạnh buốt của cô. Anh đứng dậy ôm lấy cô vào lòng. Anh muốn được sống lại những khi còn ở bên cô. Kể cả dưới danh nghĩa là bạn, anh cũng sẽ vẫn muốn là một đứa trẻ con để được cô quan tâm, lo lắng. Anh hôn lên trán cô. Cô đẩy anh ngã xuống chiếc ghế đó. Cô đang khóc, bề ngoài tỏ ra mạnh mẽ, lạnh lùng, nhưng thâm tâm cô lại phần nào chấp nhận tình yêu của anh. Cô nhếch mép. Tôi cũng đã từng rất thích cậu. Đúng, cảm giác khi làm bài kiểm tra còn thua xa so với những gì tôi phải chịu đựng trong những quãng thời gian vừa qua. Tôi đã từng quan tâm, lo lắng cho cậu như thế. Rồi cậu trả lại tôi những gì?
cậu đột nhiên biến mất không một lời tạm biệt, để lại tôi đau đớn một mình cùng niềm tin rằng một ngày mai khi trời sáng, cậu sẽ lại chạy đến tìm tôi, sẽ quay về cạnh bên tôi. Rồi sao? Tôi đã sống với niềm tin đó gần 5 năm. Cậu biết cuộc sống của tôi khó khăn thế nào không? Hằng đêm tôi vẫn tự dày vò bản thân rằng đã làm điều gì sai để cậu bỏ đi không một lời như thế. Cậu biết cậu quá đáng lắm không? Lúc này cô không hề khóc. Cô chỉ cười. Cười vì mình đã từng yêu điên cuồng, ngu ngốc, tin tưởng anh, để rồi phải chờ đợi suốt gần 5 năm chỉ để nhận lấy câu hỏi tỉnh bơ. Lâu rồi không gặp, cậu dạo này thế nào rồi? Chờ đợi sao? Em chờ đợi tôi sao? Em đã lấy một người đàn ông khác rồi có con kìa. Em có chờ đợi tôi đâu. Cô im lặng hồi lâu như đang suy nghĩ điều gì. Đúng, tôi đã chờ đợi cậu gần 5 năm đấy. Tôi đã bỏ ra 5 năm tuổi trẻ nồng nhiệt và hoài bão để nuôi đứa con của cậu đấy. Bất ngờ lắm, đúng không? Anh lặng im nhìn cô với ánh mắt khó hiểu, rồi dần dần nghĩ ngợi như hiểu ra điều gì. Cậu có biết tên nó là gì không? Là Trà đấy. Cô bật cười trong đau khổ. Cô còn ngốc tới nỗi đặt tên nó theo một loài hoa mà anh yêu thích, rồi cả cuốn sách mà anh yêu thích nhất, Trà Hoa Nữ nữa. Có phải cái đêm mà chúng ta đều uống say sau lễ tốt nghiệp không? Cô nhìn ra bên ngoài không nói gì cả. Không khí xung quanh thật ngột ngạt. Có lẽ khoảnh khắc này nói câu gì cũng đều vô lý. Nhưng em phải hiểu cho anh lý do hôm đó anh phải đi nước ngoài du học vì bố mẹ anh. Vì lúc đó anh chỉ là một thằng ăn bám bố mẹ, chẳng có gì trong tay cả. Anh cũng đâu biết chúng ta có con. Cô nghiêng người tát anh một cái. Tay cô run run. Cô thấy lòng mình đau đớn. Tôi hiểu cho anh thì ai hiểu cho tôi đây? Một mình nuôi con, một mình chịu đựng sự cô đơn. Tôi không báo cho anh rằng chúng ta có con chẳng phải vì sự nghiệp của anh hay sao? Anh sai rồi. Hãy để anh được bù đắp cho em. Cô thấy mặn chát trên đầu lưỡi, nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt xinh đẹp của cô. Cô chạy đi. Trời mưa to, cô thầm cảm ơn ông trời. Trời mưa, cô sẽ không bị mọi người xung quanh để ý rằng cô đang khóc. Gió tạt vào mặt cô lạnh buốt, chân cô nhấc lên, chạy vô thức về phía trước. Cô không còn cảm nhận gì cả, chỉ thấy đau nơi trái tim thôi. Cô dừng lại, không chạy nữa. Từ đầu tới chân cô đều bị bao phủ bởi làn nước trong suốt. Cô đưa tay ra hứng lấy những giọt mưa. Hóa ra gần 5 năm qua cô chỉ chờ đợi một cái kết này hay sao? Cô dừng lại không phải vì không thể chạy nữa, mà cô cho phép mình được tin anh và mạnh mẽ trước anh một lần, để rồi bây giờ lại yếu đuối chờ đợi vòng tay ấm áp của anh. Cô đoán đúng. Cô quay lưng lại phía sau. Anh chạy lại ôm cô vào lòng. Nước mưa khiến mắt cô không mở nổi, nhưng cô cảm nhận được hơi ấm và nụ cười của anh. Anh ôm lấy cô dưới trời mưa, nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc ướt sũng. Đôi mắt thanh tú của cô mở đôi mắt ra, mỉm cười. Hãy để anh được yêu em thêm một lần nữa. Trái tim hai người hòa vào nhau. Trời vẫn cứ mưa. Cuối cùng cô cũng biết điều mà thực ra cô vẫn chờ đợi suốt 5 năm vừa qua là gì. Dù ở đâu, dù có cách trở, ngược xuôi, ngang dọc, chẳng phải cuối cùng thì hai người vẫn sẽ quay về bên nhau sao? Nếu yêu thích Blog Radio, các bạn hãy nhấn like, share cũng như để lại bình luận cảm nhận của mình nhé. Mời bạn gửi những tâm sự sáng tác của mình đến với chương trình bằng cách truy cập vào website blogradio.vn, đăng nhập và gửi bài, hoặc gửi đến địa chỉ email blogradio@vnaplus.vn. Các chương trình được cập nhật hàng tuần trên chuyên trang cũng như kênh YouTube Blog Radio.
đừng quên nhấn đăng ký và nhận thông báo để không bỏ lỡ những chương trình mới nhất nhé. Blog Radio, phát thanh xúc cảm của bạn.